Xin chào nhà. Rồi em lên ít độc lạ ha. Ngày mai và ngày mốt sẽ về rất là nhiều hàng luôn đó nha. Thì hôm nay có bao nhiêu em lên bấy nhiêu ha. Đó, thì em về được ít tai nghe màn hình cảm ứng ha. Cực kỳ ngon. Em bán hơn 100 mấy chục cây mà chỉ giá 380 bao ship thôi. Đây. Nghe nhạc cực hay luôn. Cảm ứng nha. Cái cảm ứng nút này. Đó, có cao su 380 thôi. Và em kể cho cả nhà nghe một sự thật đây cả nhà thấy gì không, đó có một cái shop bán nó bán 1,5 triệu đã bán 28, rồi có đứa bán 1,2 triệu bán 10. Nói chung bán giá đó là không ổn nữa nha. Thật sự là cái tâm phải giữ cái tâm của mình bán mình lợi ít thôi, mình lời đâu bán 1 triệu mấy, trong khi em bán có cho 380 rồi nha. Hàng new nha, mới nguyên hộp luôn, bao chính hãng luôn, Remax nha. Đó thì con này cảm ứng nó có gì rồi, ở đây là nó có cái mặt đây, em kết nối ra thì nó cập nhật giờ trên đây luôn, ok chưa. Rồi âm thanh thì nó có xuyên âm, chống ồn đó, rồi âm nhạc nó có thể điều khiển nhạc luôn, bấm qua bài hoặc tăng giảm âm lượng đó. Không gian có nghĩa là nghe nhạc, xem phim và chơi game. Mặt định này là cái đâm đó nha, cái giao diện tìm tai nghe ha. Rồi ví dụ mình có thể nghe nhạc bóp, ballad gì đó thì mình chỉnh trên đây luôn, chạm vào ngôn ngữ là khởi động, nó có cái nút nguồn trên đây, sạc tai si ha. Nói chung là con này em đã bán 100 mấy rồi cả nhà nhớ lại giúp em. Đèn pin nè, độ sáng nè, điều khiển màn hình nè, đếm ngược thể thao, bấm giờ thể thao, có đầy đủ luôn, 380 bao ship, nhỏ gọn. Rồi 380 ha. Rồi em mang đến cho cả nhà một bộ cái này là gọi là máy bơm di động đi đó. Bây giờ ngay cả em bây giờ còn chưa hình dung ra, mới cầm nhìn tay lần đầu thôi mà giá hôm nay cực kỳ ngon, 390 bao ship luôn, hàng new nha, full box nha. Đây đầu nó, đây đầu dây sạc cho xe hơi rồi này. Nè, xe hơi, xe máy, bóng rổ, nó bơm các loại mà đè vô mở nè, hiển thị nè, xe hơi nè, pin nè, xe máy nè, xe đạp nè, rồi bóng rổ nè, các loại bóng nó bơm được hết nè. Mình rút cái đầu này ra rồi mình bơm thôi nè, sạc vô tai si ha, rồi sạc ra cho USB, sạc ra cho điện thoại. Rồi ví dụ mình mở đèn nè, hai đèn sáng, có đèn báo động. Nói chung là hai đèn này sáng vừa thôi chứ không có sáng nhiều nha. Đó. Rồi chỉnh đây nè, đó. Chế độ rồi nè. Đó. Thì cái đầu, mấy đầu bơm nè, còn đầu này gắn vô xe máy được nè, đầu gắn vô xe máy rồi bấm bơm thôi, bơm là bấm nút này đó, tăng giảm. Rồi đây, con này là sạc dành cho xe hơi nha, mình cắm này vô xe hơi, cắm cái đầu này vô sạc chỗ này. Giờ này nó còn mở đèn nữa. Rồi đó, nguyên bộ 380 bao ship, nhanh gọn luôn. Em có đúng 5 bộ. Rồi dưới xin giới thiệu cả nhà một cây súng nha, nhỏ mà có vỏ, không phải cây súng mát xa cả nhà, ngày lộn đó, nhỏ mà rất là mạnh nha. Mình đè vô nè, đó, chế độ nè, cực kỳ mạnh luôn, mà nó có cảm biến ha, ví dụ mà cần mạnh nó mạnh. Nó có rất là nhiều chế độ, sạc vô tai si ha. Cái súng cầm tay nhỏ mà chất lượng hơi bị đỉnh luôn đó nha. Đây nó có đến là 4 đầu để mình thay đổi ha, 4 đầu 270 bao ship nha. Bên em là bao ship hàng new hết cả nha, có dây sạc đầy đủ ha, 270 ha. Em còn vài cái đồng hồ là hết luôn rồi cả nhà. Đó, con này hàng new luôn, Mắt Pavoel ha. Mắt Pavoel. Đó, hàng new luôn. Giá là hôm nay luôn 550 bao ship nha. Hàng new, dán tăng, dạ quang nè. Đó. Đọc lạ nha. Bên trái là giờ ban ngày, bên phải là giờ buổi tối. Đó. Đây mình xem giờ, nó là kim đĩa nha. Ví dụ bên đây là gần 10 giờ nè, 10 giờ 35, sắp 10 giờ 35 hoặc là 23 giờ 35. Còn bên đây là sắp 2 giờ nè. Nè. Nhìn vô, sắp 2 giờ, nếu mà con số 2 nữa lên hình tam giác là 2 giờ. Nó hiện tại đang là 1 giờ 53. Đó, vậy đó. Dán con này đo ngang là 40. Ấy, okay. Đo ngang 45, càng 40, tay nào vô cũng được hết nha. Bán luôn 550 bao ship nha. 550. Hàng new chính hãng của mắt Pavoel quá nha. Đó. Còn này thì 580 nha. Con này 580, độc lạ. Con này bên trái là giờ, bên phải là phút mà, nó chạy hai máy, hai núm nè, hai máy, hai kính sapphire size 42. Độc lạ, size 42 ha. Cái lưỡi lắc qua lắc lại được nha. Cái này là tóc, cái này là cà vạt. Đây, giờ sóc thì em còn hai con này ha. Đó, đã chưa? Rất là ngầu ha. Ở trên là giờ phút giây, dưới là ngày tháng. Thứ nè. Xem giờ gì ới, điểm ngược thể thao, bấm giờ thể thao, báo thức, báo tiếng, báo thức lặp lại có luôn. Chỉnh kim, đèn nè. Đó, đèn nền xanh có dạ quang ha. Phơm rùa. Con này được sản xuất tại Thái. 700 bao ship luôn. Đấy, 700 bao ship nữa nha. Size 45, size 45. Dây dài thoải mái, dây thép, khóa bấm. 700 bao ship luôn nha. Còn này thì 500 ha. Này thì dây tay 17 mà pin năng lượng, có đèn tự động luôn, đầy đủ chức năng nha. 500 bao ship, dây tay 17, cũng sản xuất tại Thái Lan luôn. Mấy con G6 này chính hãng hết nha. Size 42, size 42. Đây em lên một con siêu phẩm đây, 1650 bao ship ha. Sealane, size đến 45, dây thép đúc, dây thép nhìn quá chất luôn. Mặt xanh dương, dạ quang là cực sáng luôn nha. Dạ quang là ối rồi luôn. Sealane chống nước đến 200 m. Đằng sau nè, chống nước 200 m nè. Mặt xanh, kính dày lồi. Sealane, dạ quang rất rất sáng cả nhà. Nấm cổ chai size to, size 45, rất là bự nha. Tay phải hơn 16, hơn 17 mới đeo nổi. 1650 bao ship nha. Em có vài con tăm nước ha. Tăm nước 4 đầu luôn nha. Tăm này đến 4 đầu ha. 1, 2, 3, 4 mà có 3 chế độ. Đó, mẫu này mới ra luôn. Em có khoảng 10 con. Bán 230 bao ship nha. Mềm nè. Short là mềm bình thường. Và giật giật nè. Có 3 chế độ. Đó, mình gắn đầu vô, gắn nước vô xịt ha. Thay vì cả nhà dùng cái tăm bình thường, con này bằng dùng nước nha, đổ nước vô, gắn đầu vô. Con này là sạc, dây sạc USB nha. Đó. Mới luôn, 230 bao ship nha. Đây em còn khoảng vài chục con InFocus nữa hết luôn. Điện thoại 4G của Mỹ nha, InFocus. Màn hình cảm ứng Android 7, RAM 2GB, bộ nhớ 16GB, có NFC luôn. Cài app ngân hàng được luôn. Đó, tiếng Việt ha, cũng rất là nhanh cả nhà. Đó, thì con này RAM 2GB, bộ nhớ 16GB, pin là 4000 nha, rất là trâu nha. Màn hình 5.3. Em đã cài sẵn 200 kênh TV miễn phí, YouTube không quảng cáo và TikTok, Facebook cài thoải mái, chơi game online được luôn nha. Free Fire, Liên Quân nhẹ, mình chỉnh về cấu hình nhẹ, mình chơi thoải mái, hoặc là mình chơi mấy game offline chẳng hạn. Ra bộ nhớ 16GB, màn hình 5.3 nha. Một màn hình rất là đẹp luôn, đây. Rất là đẹp luôn. thấy không? Màn hình HD có 780 bao ship kèm theo dây sạc bảo hành 1 tháng nha, có đèn flash luôn. Rồi. À, em có vài con Motorola phiên bản 2022 RAM 6GB nha. Vẫn bán giá cũ từ đó đến giờ là 2680 bao ship cả nhà, RAM 6GB nha. Và có bản 4GB luôn, 2480. Đó. Thì con này sản xuất năm 2022, nó có 5G. Một sim mà 5G ha. Đây, nó tên là 5G 2022. Đó, đã mở khóa nè. Android 13 ha. Hệ thống này, hiệu suất nè. Con này khi 1GB rưỡi RAM nữa là gần 8GB nè. Đó, 8GB RAM có nghĩa là đa diện là sẽ ngon hơn nha. Đó, bộ nhớ 128, tần số quét 120Hz. Màn hình 6,8 inch. Bao to bự luôn. Rồi, con này có bút nha. Đó thì con này nó sẽ có hai giá 2480 và 2680 nha. Đó, sim là 5G. Có hệ nhớ, hỗ trợ hệ nhớ luôn. Android 13, full tiếng Việt. Xóa hết các app rác cho cả nhà và cài những app thông dụng cho cả nhà nè. Xem phim, nghe nhạc, 200 kênh TV miễn phí, YouTube không quảng cáo. Chơi game, 1000GB để mình upload thoải mái nha. Rất là 6,8 inch, 3 camera. Em dạo rẻ số 6 để phân biệt đó nha. Đó. Còn Motorola 2023 thì còn vài cây là hết rồi. Mốt không biết có nữa không. Đây. Cập nhật hoàn tất, con này Android 14 luôn, sản xuất năm 2023. 2 sim. Đây, 2 sim, thẻ sim và eSIM. 1 sim vật lý và 1 eSIM. Rồi. Trạng thái là đã Android 13, à quên, nó đang update cả nhà, đang update ha. Đang cập nhật nè. Đó, cập nhật để lên Android 14 nè, 2.11GB nè. Đó, em làm xong rồi em giao cho khách. Đó. Full tiếng Việt luôn. Con này thì 6,6 inch, full HD cộng. Có bút luôn nha. 2 sim. Cấu hình con hồi nãy 22 đó là 6955 5G nha, rất là mạnh. 400.000 anh Toto. Thì con này sẽ là 600.000 anh Toto. Android 14 ha. Lát em update lên cả nhà. RAM con này 6GB và hỗ trợ 6GB nữa là 12GB RAM nha. Thì đa nhiệm nó sẽ ngon hơn cả nhà. Đó, chip của nó là Snapdragon 6 Gen 1. Đó, 6 Gen 1. Bản 2023 có bút. Quá đẹp luôn. Vuông vức. Có bút ha, 6,6 inch. Tần số quét 120Hz. Chơi game là bấy con bá luôn, quá ngon. Em sắp hết rồi nha, em thông báo luôn. Đó, sau này không biết có nữa hay không, mà muốn có nữa thì phải bỏ ra 200 triệu. Đó, thì người ta báo có bao nhiêu lô hàng để mình lấy 20-30 cây, mình là phải lấy hết cả nhà. Mình phải lấy hết chứ. Đó, em đọc về mẫu này rồi. Đó, cả nhà tìm thử coi. Ráng lắm chỉ có vài người bán hoặc là có mỗi em bán thôi. Là con này cũng vậy, cả nhà tìm em đó, đâu có ai bán đâu. Con này nè, 5G, OLED, Tmobile, nhà mạng Mỹ, 1 sim 5G ha. Chứ nếu mà nó nội địa là nó 2 sim rồi. Đó. Con này á, chính hãng bán ở Việt Nam nó tên là Oppo A74 5G. Con này là OLED nha, con kia là Oppo nha. Đó, RAM con này sẽ là 4GB với 3GB là 7GB RAM. Tần số quét 90Hz. Em cũng còn vài chục cây này, em đang làm nè. À, hôm qua quay quá trời giờ còn như đây nè. Đây, khách mua nè. Đó, một ngày em đi mấy chục cây bình thường. Đó, thì con này là con này xài sướng cả nhà ơi. Siêu mỏng luôn. Đã vậy hả? Chip 6 nhân, RAM của nó là pin 5G, pin 5000. Ủa, chỉnh gì ta? Thằng quản lý tốc trụ. RAM nè. Có NFC đầy đủ ha. Mốt em sẽ về một con Motorola 2023 phiên bản mới nhất luôn. Giá cực ngon, 2 triệu mấy thôi. Này, con này 6,5 inch Full HD+ ha. Rất là đẹp, mỏng đẹp. Đó, Android 12, chip là 480 5G. Đó, mạnh bằng 750G ha. Gần anh Tutu gần 400.000 điểm. Chơi game là bấy con bá luôn. Đó. RAM 4 với 3 là 7 ha. Rồi, cũng còn ít rồi cả nhà ơi. Đó, cả nhà chơi thì cũng có người khác mua à. Đó, em sẽ xóa hết những cái app rác rồi. Cài cho nhà là quá trời app luôn, hỗ trợ đầy đủ ha. Đó, có cài cho cả nhà một cái đạn mã hả, xóa quảng cáo trong máy ha, DNS riêng tư nè, DNS eco.com, xóa ví dụ cả nhà vô một cái trang web chặn quảng cáo đó luôn, chặn quảng cáo của trang web đó, một cái app nó hay có quảng cáo chặn luôn, nó giống như là trình duyệt virus vậy. Thì song song với đó thì em có con này cũng 2280 ha, bảo hành 3 tháng ha, cũng 1 SIM 1 bút 6,8 inch. Đó, con này pin 5.000 rất là trâu ha, cùng cấu hình của con này 4 với 3, 7 RAM, con này 5GB RAM ha, 2280, màn to bự, pin trâu. Đó, bộ nhớ 128, con này 64GB à, nhưng mà có cài cho nhà cái 1000GB ha, 1000GB lưu trữ thoải mái. Đây, con này cũng có bút, màn to bự đẹp, xanh lá, bao đẹp luôn, để em lau chùi sạch sẽ nó ship cho. 2280 bao ship kèm theo cáp sạc nhanh 18W nha. Đó. Và con cuối cùng đó là con ẹt ha, cũng còn vài cây à. Nè, còn số lượng 1 2 3 4 5 6. 6 cây. Hết luôn. Đó. Con này là cũng là siêu mỏng nè. Hai con này siêu mỏng. Siêu mỏng cánh luôn. Đó, mà con này màn OLED, màn của iPhone. Màn được đang xài trên iPhone nha. RAM con này là 8GB, bộ nhớ 128, Android 13, sóng là 5G, 1 SIM, 6,6 inch Full HD cộng. Đã mở khóa ha, kiểu máy là 2022 IMEI Android 13. RAM là 10GB. Hiệu suất vật tăng RAM 10GB nha. Đó, quá đẹp luôn. Camera cũng rất là đẹp ha. Tần số quét 144Hz. Màn hình quá đẹp luôn. Rồi, con này thì 3.080 bao ship ha, còn đúng mấy con nữa. Con này thì còn ít à, Motorola nè. Còn mấy con nữa, hết rồi. Rồi, từ đây đến Tết không biết có về thêm được không? Thì đó tính sao. Đó. Thì cả nhà cần nào thì cứ inbox em tư vấn nha. Còn cái mic nè. Mic nè cả nhà. Đó, hôm nay để cả nhà. Hôm nay để cả nhà 280 bao ship luôn. Đó, lời cái mấy chục thôi. Cái này karaoke nha, karaoke. Cái con này em đang xài nha. Đó, karaoke, loa nghe nhạc, đổi giọng. Đó, sạc Type C ha, 280 bao ship nha, có đèn, loa ca rất là hay nha. 280 bao ship. Rồi thôi, anh em cần gì thì cứ báo em lên đơn ha. Ngày mai và ngày mốt hàng sẽ về thì em sẽ lên dần cho cả nhà chơi. Giá thì bao ngon, bao chất, bảo hành đầy đủ, hỗ trợ đổi trả luôn, ship toàn quốc là bao ship hết. Rồi em xin chào ở nhà nha.